một người quy y cần phải giữ giới. Nếu con chưa quy y thì con giữ giới có lợi ích gì không? Quý vị chưa quy y thì vẫn giữ giới được. Tuy nhiên nó khác nhau ở chỗ là cái người mà chưa có quy y mà họ giữ giới thì cái phước của họ đó nó chỉ giúp cho họ chỗ được có sang một đời hoặc hai đời là hết, nó không có nhiều và phước chỗ nó cũng không lớn. Tức là cái người không có sự quy y á, thì phước nó kém cả về thời gian lẫn về cái chất lượng. Lý do là do đâu? Do bản thân việc quy y nó thể hiện là mình có được cái chánh kiến, có được nơi nương tựa và xa lìa tà kiến. Còn khi mà mình không có quy y thì có nghĩa là mình chưa có chánh kiến, mình chưa có chánh kiến đủ để mình thấy là việc quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là quan trọng. Mình chưa thấy được tầm quan trọng của nó, có nghĩa là mình chưa có được chánh kiến. Cho nên là cái thiện pháp mình làm bao gồm việc giữ giới, nó cho kết quả hạn chế.